Đến gần 4 giờ sáng ngày 5 tháng 11, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn khiến một người chết, hai người bị thương trên địa bàn. Theo đó, vào lúc 0 giờ cùng ngày, hai chiếc xe tay ga đã xảy ra va chạm trên đường Phạm Văn Đồng, đoạn giao với đường số 27 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tại hiện trường, có 3 người đàn ông nằm bất động cùng hai chiếc xe máy biến dạng. Các nạn nhân sau đó được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, một người đã tử vong là anh Hoàng Trọng Đê, 42 tuổi, quê ở Lâm Đồng. Người đi cùng xe với anh Đê là anh Cao Nguyên Đê, 32 tuổi, bị thương nhẹ. Nạn nhân đi trên xe máy còn lại là Ngô Duy Hát, 23 tuổi, quê ở Ninh Thuận, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận thông tin, Công an thành phố Thủ Đức phối hợp cùng đội cảnh sát giao thông Hàng Xanh có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tại hiện trường, hai chiếc xe máy hư hỏng nặng, nằm cách nhau hơn 5 mét. Bước đầu nhận định, vụ tai nạn xảy ra do có một xe di chuyển ngược chiều.